Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, em Trường xin được phép lên sóng báo giá một số xe còn lại ở bãi của em để cho quý khách hàng mình xem clip tổng hợp và xem những mẫu xe còn lại của bên em Trường cũng như giá cả, thông tin đời sản phẩm. Quý khách hàng nào xem mà cảm thấy cái sản phẩm nào mà phù hợp với em, với gia đình của mình thì cái alo trực tiếp cho em Trường, số điện thoại duy nhất là 0972147247. Em Trường luôn luôn có bớt lọc lé cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Và mở đầu video clip ngày hôm nay là mẫu Toyota Innova đời 206 phiên bản G biển Đồng Nai. 206 phiên bản G biển Đồng Nai thì cả nhà cũng đã biết rồi, phiên bản G là phiên bản đủ nha. Đời 206 màu ghi bạc, xe rất đẹp. Xe đang đứng tên chính chủ cửa hàng bên em. Khách hàng mua thì cùng nhau ra phòng công chứng ký hợp đồng mua bán, rút hồ sơ thoải mái. Xe cộ thì bên em ba phép lý giấy tờ nên ba rút hồ sơ cho cả nhà. 206 phiên bản G. Thì chiếc này hôm trước em đã quay rồi, thì hôm nay em Trường gọi là bớt siêu sập sàn cho cả nhà luôn. 206G bản đủ, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này vừa hơn 200 thôi. Bên em Trường hôm nay để cho nhầm được với giá là 225 triệu. 225 triệu nha, 225 triệu. Xe đẹp, không taxi, không dịch vụ. Và điều đặc biệt là chiếc này ở góc Sài Gòn. Với khách hàng ở Sài Gòn thì không tốn phí 20 triệu tiền phí ra biển, mà chỉ rơi vào tầm đợi 206 thì rơi vào 2.8 triệu thôi. 2.8 triệu tiền phí thuế thôi nha cả nhà. Chiếc này thì bên em chào bán với giá là 225 triệu nha, 225 triệu Innova G206, xe đẹp, vô lăng zin. Nói chung chiếc xe này là zin từ đầu sử dụng, chưa có cái gì gọi là đổ hết. Xe lên được màn hình Android, mặt dưỡng nhìn rất đẹp. Đấy, nếu có khách hàng nào mua thì tới xem xe, nếu mà cảm thấy chỗ nào đó chưa hài lòng hoặc còn bổ sung thì bên em Trường sẽ bổ sung thêm cho cả nhà mình thêm một hai món đồ gì đó, gọi là cho nó đẹp, nó hoàn hảo, cả nhà mua về là sử dụng thôi. G206 nha, xe đẹp không lỗi, chuẩn gia đình. Chiếc này bên em bán 225 triệu nha cả nhà. Bao ký, hợp đồng mua bán nha cả nhà. Rồi, kế bên là mẫu Innova 2013. 2013 thì bên em Trường nhiều nha. 2013 bản đủ bên em Trường tới 4-5 mẫu luôn. Màu bạc có, màu vàng cát có. Thì mấy chiếc Innova 2013e bản đủ này bên em Trường hiện tại ở bãi nó còn 4 cái, nhưng quay trước 2 cái này với cái đằng sau. Đó, 2013e bạn đổ hôm trước em Trường bán 359 triệu. Hôm nay em Trường bớt sạc sập, gọi là sập sàn luôn. Còn 350 triệu nha, 350 triệu, ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đó, 2013e bạn đổ 350, ba rút hồ sơ gốc. Đây là cơ hội tốt cho cả nhà đang có nhu cầu mua xe. Bởi vì càng về cuối năm xe sẽ lên. Nhưng bên em Trường đang là có đầu tư qua đất đai, cho nên đang gọi là bên em Trường đang kẹt vốn đầu tư đất đai, cho nên quyết định sẽ hết vàng xe lấy tiền ôm đất nghỉ Tết sớm nha. Đó, 2013 e bạn đủ màu ghi bạc. Đó, những chiếc xe bên em Trường quay lên clip là bên em Trường đủ thẩm quyền bán nha cả nhà. Em không làm chung với ai hết, cho nên những chiếc xe trên là em bỏ đồng tiền của em ra mua. Em có thể bán 350, 340, 330 hay là 360, đó là chuyện của em. Em không làm chung làm chạy với ai nha cả nhà, lưu ý điều đó giùm em nha. Em Trường chỉ có một cơ sở và sử dụng một số điện thoại 0972147247 nha cả nhà. Rồi, 2013e bản đủ. Đấy, xe rất đẹp, gai vân nè cả nhà coi. Màn hình Android, cam hành trình đầy đủ hết. Đó, những chiếc xe em quay lên clip là em chịu trách nhiệm hoàn toàn nha, nên cả nhà cứ yên tâm. Chiếc này bên em Trường chào bán với giá là 350 triệu thôi, ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đó, hôm nay em Trường bớt sạch sàn luôn, bớt thu vốn luôn nha, bớt tiệt ghê luôn. 350 triệu cho mẫu xe 2013 e bản đủ màu ghi bạc, xe rất đẹp. Xe nói chung chiếc này cả nhà về sử dụng thôi, không phải làm gì thêm. Đấy, bán bằng một con xe bản thiếu mà cả nhà dạy gì mà đi con bản trung làm gì, chuyển qua đi bản đủ luôn đi. 350 triệu 2013 e bản đủ nè, thấy chưa, xe đẹp không, xe sửa kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Và nếu cả nhà thích đi số tự động thì bên em Trường lại có hai mẫu, hai mẫu đó là Innova số tự động. Bên em Trường có hai mẫu, coi xíu qua clip trong em ấy cho. Innova số tự động thì bên em Trường có hai mẫu, 212 bên em Trường có hai mẫu nha. Một chiếc là biển 61, một chiếc là biển 78. Đó, chiếc này là một chủ mua mới từ đầu, bên em Trường đang cho đi phay cái mâm lại cho nó đẹp. Đó, 212 số tự động nha cả nhà. Đó, xe rất đẹp, gầm bể sẵn em tháo rồi, em quay cho cả nhà coi luôn nè. Em Trường đã mở ra vệ sinh nè, thấy chưa, sạch đẹp nha, không có dấu hiệu gì gọi là rỉ sét mục mọt, xe rất là keng. Chiếc này là một chủ mua mới từ đầu. Đó, một chủ mua mới từ đầu. Số tự động nha, 2012 bên em Trường có hai mẫu. Và cái mẫu này bên em Trường hôm trước là bán 385 triệu. Nếu cả nhà mà sợ
mua xe Innova dính taxi dịch vụ thì mua mấy con này không bị dính nè, số tự động mà. Đó, đa số phần là xe gia đình, xe rất đẹp, nội thất nó như lên kia, gầm bệ thì miễn bàn. Cả nhà coi nè, nội thất của nó nè, ghế lớp lan ngồi đẹp lắm. Cả nhà yên tâm về cũng như cái chất lượng của nó nha. Nội thất màu kem, da bò, trần bọc ni lông, xe rất đẹp. Đó, cả nhà coi gầm bệ của nó nè, thấy chưa? Không có tí gì của đi xếp một một. Và hốc cua lớp của nó chưa xịt sơn luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Bồ bọng luôn nè, sáng trưng nha. Chiếc này bên trường bán là 379 triệu đồng. 379 triệu cho mẫu Innova 2012 số tự động, bên em trường có 2 chiếc. Một chiếc biển 61, một chiếc biển 78. Ngày mai em sẽ lên sóng con 61 sau. Đấy, xe đẹp lắm. Và đằng sau đây là mẫu Innova 2013 đăng ký lăn bánh 2014 màu ghi bạc bản đủ. Đó, 2013 đăng ký lăn bánh 2014 nha, bản đủ. Biển 618-3425, chính tên chính chủ em trường đứng tên luôn nha cả nhà. Đấy, màu ghi bạc bạn đủ. Chiếc này thì bên em trường cũng chào bán đồng giá 350 triệu thôi. 350 triệu nha. 350 triệu cho mẫu xe này. Đó. Xe cả nhà coi rất đẹp chưa? Đấy, bạn đủ luôn nha. Bạn đủ. 2013. Đấy, nội thất màu kem. Đấy, kem nâu. Cả nhà coi nè, đẹp tuyệt đối chưa? Màn hình Android, xe nó trông đẹp. Cả nhà coi nè. Tuyệt đối luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. 2013 350 triệu. E bản đủ. Rồi, kế bên thì có một vàng cát thì có con này. Màu vàng cát em trường có 24, 25, 26 luôn nha. Cái này là 2014 E bản đủ biển Bình Dương. Chứng tên chính chủ bên em trường đứng tên. Khách hàng mua cùng nhau ra phòng cân vấn cứ với ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán gì đó. Thì chiếc này bên em trường bán là 379 triệu, 379 triệu cho mẫu E2014 màu ghi vàng. Đó, bản đủ nha. Con này là bản đủ luôn. 2014 nha, 379 triệu luôn. Thấy chưa? Xe rất đẹp, nội thất rồi nè. Đó, nhìn len ken xèo ben nha cả nhà nha. 2014 E bản đủ nha cả nhà. Tắp ly cánh rồi nè, cả nhà coi, đẹp chưa? Trần 5D. Đó. Trần 5D, màn hình Android, kem lùi, mọi thứ là đầy đủ hết luôn. Giá thành thì rất là mềm, 379 triệu luôn. Và rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Thấy chưa, bên trong trường bán giá là cực kỳ ổn định, xe rất là nhiều. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông có bên phải màn hình. Mỗi ngày xe bên em trường về rất là nhiều, cho nên cả nhà phải đăng ký kênh thì bên em nó mới báo clip về được nha. Cúp nước đi bật chi vậy? Đó, xe rất là nhiều nha. À, và con này 2017 nha. 2017 form mới nha cả nhà. Innova 2017 form mới. Con này là cuối 2017 đăng ký lăn bánh 2018, nó cả cân bằng điện tử luôn. Đó, biển 68, xe một chỗ mua mới từ đầu, rất đẹp, đủ bê chìa khóa zin theo xe. Nội thất như mới, xe đi mà chỉ mới có 7 mấy ngàn cây thôi. Đó, đây. Xe ba chìa khóa zin theo xe, vô lăng thì miễn bàn. Đẹp miên man. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, bê chìa khóa zin theo xe nha. Đây nè. Đó, bê chìa khóa zin theo xe nè. Đấy, cả nhà thấy không? Đó, xe đi có 63.000 thôi. Đó, 6 vạn bê đó, màn hình Android nè, kem hành trình đây. Có Eco Mode nè, tiết kiệm nè, tăng tốc nè, cân bằng điện tử, củ số zin, mọi thứ zin hết. Con này nó quay chi tiết rồi. Cả nhà vào kênh của em trường xem. Đó, lốp sàn nè, thấy chưa? Toyota, đồ đẹp hết. Chiếc này bên em trường đang chào bán cho nhà mình với cái giá hôm trước bên em trường đang chào bán với cái giá là 540 triệu, hôm nay bên em trường bớt sập sàn thu vốn luôn để cho nhà mình với cái giá 530 triệu. 530 triệu cho mẫu Innova 2017 này nha. 530 triệu trong tuần hôm nay thôi nha. Em trường đang cần một số tiền lớn ôm đất cho nên em sẽ nha cả nhà. Cả nhà nhanh tay hút giùm em 530 triệu nha. Giá trên chỉ mà rút hồ sơ không bớt được nữa nha cả nhà. Đó, 530 triệu thôi. Và kế bên là một số mẫu xe nữa. Đó nha cả nhà, xe còn rất nhiều. Đó, 15, 16, 10 Innova 2015 nè. Đó, 2016, 2015 thì 390, 2016 là 410. Đó, và kế bên là có mẫu sedan 2 đầu nè. Sedan 2 đầu, đời 2009, Daihatsu City số sàn màu đỏ. Chiếc này bên em trường chào bán với giá là 216 triệu đồng. 216 triệu đồng, dòng sedan 5 chỗ 2 đầu. Đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đồ chơi bịt bùng. 215 triệu đi.
215 triệu nha cả nhà. Đó. 215 triệu. Đấy. Rồi tới bên nó có một mẫu nữa. Innova đời 2010. Đó, 2010 phiên bản G. Phiên bản G bên em Trường chào bán với giá là 279 triệu nha. 279 triệu cho mẫu xe này đi. 279 triệu thôi. Xe cũng rất là đẹp đấy nha. Nội thất, nội thiết đồ đẹp lắm. Chiếc này là 279 triệu. Thấy chưa? Đấy, bên em Trường bán nè. Con là xe đẹp cho cả nhà mình không? Đó. Đây nữa nè, in Mazda 2S nhập Nhật 2011 số sàn. Đấy. Chiếc này là 266 triệu nè, 266 triệu nha. Đấy, xe sedan hai đầu. Đấy, cả nhà thích thì múc thôi. Đấy, xe rất là đẹp luôn, 266 triệu thôi. Giá cực kỳ yêu thương luôn cả nha. 266 triệu nha. Đó. Rồi, cả nhà nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video clip tiếp theo nha cả nhà, hàng ngày hàng giờ luôn. Đó. Đấy, bên đây cũng còn một con 2013 nữa nè, mà màu xanh thì cái bánh sai. Con này thì cũng đồng giá luôn, 350 triệu thôi. Đó, hệ giá sập sàn nha cả nhà luôn nè. Thấy chưa? Đấy, xe về bao lê. Đó. Thì con này thì đời 20 con này là hình như 2008 nè. À, số tự động luôn, 310 triệu của sale quá cả nhà. Đó, thì em dừng nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video clip tiếp theo nha. Vâng, buổi chiều hôm nay em Trường sẽ quay clip báo giá chi tiết cũng như hệ giá ba mẫu xe. Thì mẫu này Innova 2017 nè, từ từ em Trường sẽ đánh ra người quay chi tiết cho cả nhà. Và hai mẫu này em Trường đã quay chi tiết rồi, em xin quay lại giá cả Rút Toyota Rút đời 2019, xe một chỗ mua mới từ đầu, bốn quả lốp zin theo xe nha cả nhà. Đây, đời đúng đời 2019 nha. Năm quả lốp zin theo xe, lốp sơ cua chưa hạ. Con này phiên bản AT số tự động công nghệ mới 2019 nè, xe còn đổ bay thì có zin theo xe, sổ hãng đầy đầy đủ. Chiếc này là không bàn về chất, đấy, tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này thì bên em Trường đang chào bán, hồi bữa bán là giá 585 triệu, hôm nay em Trường hạ giá nhà mình còn 580 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà, nha cả nhà. 580 triệu nha, hộp số tự động nè. Đời 2019 nha cả nhà, xe zin một chủ từ đầu. Rồi, đằng sau là mẫu Innova 2018 nha. 2018 bản E một chủ mua mới từ đầu. Bao kích test toàn quốc, biển 62-10954, màu trắng, nguyên zin nguyên bản. Nước sơn zin lên tới 95%. Chiếc này hôm trước em Trường quay là 585, hôm nay em Trường bớt nhà mình còn 580. Bao rút hồ sơ, cả nhà cần clip chi tiết thì kết bạn Zalo đầu số 0972147247. Em Trường sẽ gửi clip chi tiết cho cả nhà mình. Đấy. 2018 nha. Đấy, hôm nay giảm sâu luôn. Nè, vẫn còn tem nhiên liệu đâu nè. Đấy, cả nhà kết bạn đầu số Zalo của em Trường 0972147247 để em Trường gửi clip chi tiết cho cả nhà nha. Rồi,